Các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn là hai loại trà giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn rất là nhiều, đặc biệt là tăng cường được sức đề kháng các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ pha loại trà đầu tiên, đó chính là trà chanh mật ong. Loại trà thứ nhất đó chính là trà chanh mật ong. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình ở đây đó là 500 ml nước ấm, 1/2 trái chanh. Các bạn vắt vào đây. Trong thành phần của chanh thì có cái hàm lượng vitamin C rất là cao các bạn nhé. Và khi mà các bạn vắt xong được phần nước rồi, các bạn sẽ thả cái phần chanh vào đây để cái nước ấm nó sẽ lấy được cái tinh dầu cũng như là vitamin C ở trong phía vỏ chanh như thế này các bạn nhé. Đấy, các bạn cho vào như vậy. Nếu như ai mà không uống quen thì các bạn có thể thêm phần mật ong vào để uống chung với cái phần trà chanh này. Còn nếu ai mà uống quen rồi thì các bạn có thể uống nước chanh ấm như thế này. Và khi mà chúng ta uống khi bụng còn rỗng, chưa có bất cứ đồ ăn thức uống nào, các bạn làm luôn một ly trà chanh ấm như thế này thì sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta bổ sung được cái hàm lượng vitamin C rất cần thiết cho cơ thể, giúp cơ thể của chúng ta được tỉnh táo hơn, nhuận tràng, tốt cho tiêu hóa. Và đặc biệt trong cái thành phần của chanh, nó có cái tác dụng đó là giải độc cho phổi rất hiệu quả các bạn nhé. Chính vì vậy mà nó là một cái thức uống rất là ngon, giúp cho chúng ta đào thải được các cái độc tố cũng như là loại bỏ được các cái độc tố trong cơ thể. Đấy, rất là hiệu quả. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị để làm thức uống thứ hai. Thức uống thứ hai này đó chính là trà gừng nghệ mật ong. Là một thức uống cực kỳ tốt giúp giải độc cho phổi các bạn nhé. Những ai mà đang bị mắc Covid thì phổi của chúng ta bị tổn thương rất là nhiều. Chính vì vậy mà các bạn hãy làm ngay một cái ly nước như thế này để chúng ta uống khi mà phổi của chúng ta đang bị tổn thương, nó rất cần được thanh lọc, cần được detox. Và trong cái thành phần của gừng thì nó có cái tính ấm nóng cũng như là làm cho cái phần loại bỏ những cái dịch nhầy ở trong phổi rất là hiệu quả. Chính vì vậy mà các bạn hãy sử dụng gừng nhé. Và gừng còn có cái đặc tính đó là chống viêm và kháng khuẩn rất là tốt. Chính vì vậy mà mình mới khuyên các bạn nên sử dụng cái loại trà này. Còn trong thành phần của nghệ thì các bạn biết rồi, thành phần chính của nó chính là curcumin. Nó có cái tác dụng chống viêm, chống vi khuẩn và virus xâm nhập rất là hiệu quả. Và làm sạch máu cũng như là nó có cái thành phần để ngăn ngừa các cái tế bào ung thư. Chính vì vậy mà các bạn có thể bổ sung hàng ngày. Và loại trà gừng này các bạn sẽ uống liên tục cho mình trong khoảng thời gian là 2 tuần thôi, các bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của loại trà này các bạn nhé. Gừng và nghệ các bạn sẽ sử dụng cho mình cả cái phần vỏ như thế này. Trong cái thành phần của vỏ của gừng và nghệ, nó có cái chất chống oxy hóa cũng như là ngăn ngừa ung thư rất là hiệu quả. Chính vì vậy mà đừng bỏ đi cái lớp vỏ phía ngoài này các bạn nhé. Để làm trà gừng thì các bạn sẽ cần phải có một cái máy xay sinh tố. Sau đó thì các bạn sẽ thêm vào đây 4 đến 5 hạt muối, muối biển. Muối nó có tác dụng dẫn, làm cái chất dẫn giúp cho cái phần ấm nóng của gừng nó đi trực tiếp vào thận, giúp cho thận được khỏe hơn các bạn nha. Các bạn cho 500 ml nước ấm vào và xay, xay thật là nhuyễn cái hỗn hợp này nhé. Các bạn nhìn có ngon không? Cái món trà này mình uống mình cảm thấy nó rất là ngon. Và đặc biệt là khi mà các bạn uống được cái đồ tươi sống như thế này thì nó sẽ có cái tác dụng giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh các bạn nhé. Và nó lấy được các cái vitamin tự nhiên. Sau đó thì các bạn sẽ thêm cái phần mật ong vào đây. Đây, mình sẽ thêm vào một muỗng ăn phở mật ong. Nếu như các bạn muốn uống ngọt thì các bạn sử dụng nhiều hơn nhé. Còn nếu không thì chỉ cần một muỗng như vậy thôi, nó đã đủ độ ngọt rồi. Và mật ong nó làm cái chất dẫn giúp cho cái hỗn hợp này nó đi vào cơ thể và hấp thu được tốt hơn. Ở đây thì mình đã làm xong hai cái loại trà như thế này rồi. Với
Hai loại trà này thì cái thời gian sử dụng các bạn nên sử dụng tốt nhất vào buổi sáng khi mà chúng ta còn đói. Nếu như các bạn sử dụng một cốc chanh ấm khi vừa mới thức dậy rồi thì sau khoảng tầm 2 tiếng sau khi mà ăn sáng, các bạn hãy làm một cốc trà gừng, mật ong và nghệ như thế này, nó cực kỳ tốt cho cơ thể, giúp cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh và loại bỏ được các cái vi khuẩn, virus cũng như là tăng cường được cái hệ miễn dịch cho cơ thể các bạn nhé. Chắc hẳn khi mà những ai mà bị mắc COVID thì các bạn sẽ có những cái cảm giác về ho, khó thở, mình cảm giác nó rất là mệt. Thì các bạn hãy làm những cái thức uống như thế này để giúp cho hỗ trợ cho cơ thể của chúng ta nhanh chóng hồi phục hơn, được khỏe mạnh hơn các bạn nhé. Và chắc hẳn là nó không thể có hiệu quả ngay được, nhưng các bạn hãy sử dụng liên tục trong khoảng thời gian 2 tuần thôi. Các bạn sẽ cảm nhận được cái sự thay đổi của cơ thể của mình. Cơ thể của mình sẽ khỏe hơn. Và khi mắc COVID thì các bạn hãy khi mà mình kết hợp các cái phương pháp tự nhiên như thế này thì cơ thể của chúng ta rất cần được vận động. Các bạn hãy vận động để tăng cường cái khả năng trao đổi chất của cơ thể các bạn nhé. Với cái trà như thế này, trà gừng nghệ mật ong thì các bạn có thể uống vào cái thời điểm 10 giờ sáng đều được. Và mình cũng có chia sẻ những cái bài thuốc về tự nhiên và mình hy vọng là những cái bài thuốc này phù hợp với các bạn. Hãy áp dụng nó khi nào mà các bạn nhớ tới, khi nào mà các bạn có đầy đủ nguyên liệu của cái trà gừng nghệ mật ong hay là trà chanh không cũng được. Hãy thử thay đổi bản thân, thử thay đổi về những cái thực phẩm mà mình nạp vào để cơ thể của mình nó được khỏe hơn, được thanh lọc hơn và được giải độc, được thải độc các bạn nhé. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Mình chúc các bạn sẽ thật nhiều sức khỏe và hy vọng video này đem lại được nhiều giá trị cho các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.